Hãy đọc kỹ tình huống và xác định yêu cầu bài toán. Thỏ con nuôi heo đất. Tình huống: mẹ tặng cho thỏ con một bé heo đất rất xinh. Thỏ con hào hứng lắm, muốn heo lớn thật nhanh. Vì thế, hàng ngày thỏ đều lì xì chở heo với quy tắc sau. Ngày thứ nhất, thỏ lì xì chở heo 1 xu. Ngày thứ hai, thỏ lì xì chở heo 2 xu. Ngày thứ ba, thỏ lì xì chở heo 3 xu, vân vân. Cho tới ngày thứ N thì thỏ lì xì chở heo N xu. Yêu cầu: em hãy giúp thỏ tính xem đến ngày thứ N thì heo có bao nhiêu xu nhé. Ta có là tổng số tiền thì sẽ bằng ngày thứ nhất là 1 xu, cộng cho ngày thứ hai là 2 xu, cộng cho ngày thứ ba là 3 xu, vân vân, cho đến ngày thứ N là N xu. Như vậy thì tới ngày thứ N, số tiền tổng có nghĩa là tổng tất cả số tiền các ngài đã bỏ vào heo đất. Như vậy thì input của bài toán này là N, có nghĩa là chúng ta muốn tính tổng số tiền trong heo đất đến ngày thứ mấy. Và output là số tiền có được ở ngày thứ N. Thì để giải quyết bài toán này chúng ta lần lượt xây dựng thuật toán cho bài toán tình huống này thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên phải cho biết là cái ngày thứ N là bằng mấy. Vậy thì chúng ta phải nhập N vào đây. Ví dụ như là ta nhập N bằng 4. Và S này là tổng số tiền. Thì tổng số tiền này thì khởi đầu của nó là 0 đồng. Và chúng ta bắt đầu tính là từ ngày thứ nhất. Tiếp tục thì chúng ta sẽ thiết kế ra bảng này để minh họa các số liệu cho nó dễ hiểu. Thì bây giờ cái ngày chúng ta sẽ dùng một cái biến đại diện đó là y. Và số tiền mà nuôi heo thì cũng bằng cái ngày thứ này. Cho nên đây cũng là y. Thì chỗ này ta thấy y bằng 1. Ta sẽ ghi đây là ngày thứ nhất ở đây. Và điều kiện nếu y mà nhỏ hơn n, có nghĩa là cái ngày này mà nhỏ hơn cái ngày nhập vào, thì chúng ta sẽ tiếp tục tính cái số tiền nuôi heo này. Còn nếu như nó vượt qua cái ngày mà đã nhập vào thì nó sẽ thoát ra. Thì để cho cái điều kiện này đúng thì ta có là y sẽ nhỏ hơn hoặc bằng n. Vậy bây giờ chúng ta thay y là 1 vào đây và bằng nhỏ hơn hoặc bằng n trên này là 4. Và chúng ta thấy là 1 nhỏ hơn hoặc bằng 4 thì cái điều kiện này là đúng. Nếu đây là đúng thì số tiền nuôi heo chúng ta đây là 1. Thì tổng số tiền trong heo bây giờ là số tiền ban đầu là 0. Mà bây giờ mới bỏ vô thêm nữa là 1 xu. Cho nên ở đây là 1. Và cái ngày tiếp theo. Cái ngày tiếp theo là bây giờ là ngày thứ nhất. Vậy thì cái ngày tiếp theo phải là ngày thứ hai. Rồi. Vậy ta đem số 2 xuống đây. Rồi. Tiếp tục thay vào cái điều kiện này. Ta thấy 2 nhỏ hơn hoặc bằng 4. Điều này cũng đúng. Đúng như vậy thì số tiền nuôi heo bây giờ là 2. Vậy nó bằng số ngày này. Và tổng số tiền cái ngày thứ hai này, chúng ta thấy ngày thứ nhất đã là 1 rồi. Bây giờ ngày thứ hai là thêm 2 nữa. Như vậy là 1 cộng 2. Chỗ này là bằng 3. Và số cái ngày tiếp theo sẽ là ngày thứ ba. Và ta lấy số, cái ngày thứ ba này nè. Để đây. Vậy đây là ngày thứ ba. Rồi, 3 nhỏ hơn hoặc bằng 4. Và điều này là đúng. Tương tự như vậy. Thì tới đây chúng ta thấy rằng là 5 nhỏ hơn hoặc bằng 4. 5 nhỏ hơn bằng 4 thì cái này đã bị sai. Mà sai thì sẽ thoát ra ngoài, không có thực hiện tiếp tục nữa. Như vậy thì khi mà không thực hiện tiếp tục thì cái ếch cuối cùng này nè, nó sẽ là 10. Nó sẽ là 10. Vậy thì ngày thứ tư, tổng số tiền có được trong heo đất là 10 xu. Vừa rồi, đối với những số liệu này thì chúng ta có thể tính nhẩm. Nhưng mà đối với máy móc thì không thể nhẩm như chúng ta. Mà máy móc khi ra được một con số thì nó phải có căn cứ. Mà đặc biệt đó là căn cứ trên công thức. Vậy thì từ cái cách hiểu như thế này,
chúng ta suy luận ngược lại cái công thức để tính S, tính Y là như thế nào. Vì điều kiện thì đã có rồi, cho nên chúng ta chỉ cần xây dựng cái công thức để tính S, công thức để tính Y. Vậy thì chúng ta thấy, ví dụ như đây là số 1, thì cái S ban đầu là 0, và số tiền mới bỏ vô là 1. Như vậy thì số 1 này nè, thật ra là bằng 0 cộng cho 1. Và tới số 3 này, số 3 này là ngày trước đã có là 1, thì ngày hôm nay đã thêm 2. Như vậy là 1 cộng 2 bằng 3. Vậy thì chúng ta thấy số 3 này là nó bằng cái số 1 cộng cho số 2. Và số 3 này chính là S. Và số 1 này là chính là S phía trên này, thì đó cũng là S. Cộng cho số 2. Số 2 ở đây là Y. Dùng Y đây. Ví dụ như khi mà vào công thức thì chúng ta thấy là S là bằng S cộng Y. Vậy thì S này nè, ta thấy từ từ đây chia ngược lại, chia ngược lại và ngược lại thì đây nó mới gặp là S ngay vị trí này. Vậy thì nó lấy cái S liền kề đó nó cộng vô. Vậy thì S bằng S cộng Y. Rồi còn số Y bên đây là 3. 3 này á là tại vì đây là ngày ngày trước là ngày thứ hai rồi, thì bây giờ là ngày thứ ba. Rồi, cái ngày sau là ngày trước ngày thứ 3, ngày thứ sau là ngày 4. Như vậy thì ngày sau luôn luôn lớn hơn ngày trước là 1. Vậy thì chỗ này ta thấy 3 này nè, nó bằng 2 cộng 1. Còn 4 này á, thì nó bằng cái số trước này nè. Bằng số trước là số 3 cộng cho 1. Chỗ này ta tổng quát lên thành công thức. Thì chúng ta thấy nè, số 4 này là chính là Y. Rồi số 3 này chính là Y phía trên này nè. Đó, như vậy thì 3 này cũng là Y cộng cho 1. Ở đây trên này là cộng 1. Như vậy thì cái dưới nó lớn hơn cái trên là 1 đơn vị. Vậy thì chỗ này là cộng 1. Vậy thì Y bằng Y cộng 1. Thì đây là cái cách mà mô tả theo toán học, nghĩa là ta để dấu bằng đây. Nhưng mà để mô tả theo cái thuật toán thì chỗ này phải là cái phép gán, nghĩa là Y gán bằng Y cộng 1. Vậy thì ta tổng quát cái công thức này đưa lên đây. Và cái dấu bằng này nè, được thay bằng cái dấu gán. Và tương tự đối với S thì chúng ta cũng đưa lên đây. Và thay cái dấu bằng này nè, bằng cái dấu gán. Vậy thì qua cái quá trình tính toán của cái bảng này thì chúng ta đã rút ra được cái điều kiện là Y nhỏ hơn hoặc bằng N. Và hai cái công thức để tính S và tính Y là S là như thế này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ hình thành thuật toán cho cái bài toán này. Thì từ bảng số liệu chúng ta đã phân tích, thì bây giờ chúng ta sẽ hình thành thuật toán. Thì bắt đầu. Đầu tiên chúng ta nhập cái N vào. Thì nhập vào chúng ta sẽ dùng cái hình bình hành. Và đây là N, nhập N. Tiếp theo thì ta đặt cái giá trị ban đầu cho S là 0. Y là 1. Vậy thì đây chính là cái sự tính toán đơn giản đầu tiên. Mà tính toán thì chúng ta dùng một cái hình chữ nhật. Và bắt đầu vào thì đây nó sẽ kiểm tra điều kiện trước. Chúng ta thay 1 vào cái điều kiện này. Cho nên tiếp theo sẽ tới cái kiểm tra cái điều kiện. Và điều kiện này là đúng. Thì quá trình tính toán diễn ra, có nghĩa là áp dụng cái công thức này để tính. Thì khi mà vào chương trình chúng ta chỉ để là công thức mà thôi, thì máy nó sẽ thay số vào công thức là nó tính. Và sau khi tính toán xong, ví dụ đi là thứ hai xong rồi, thì nó sẽ tiếp tục đem ra chỗ này thay vào cái điều kiện. Có nghĩa là sau khi tính toán này thì nó sẽ quay trở về cái điều kiện rồi kiểm tra điều kiện. Kiểm tra điều kiện, nếu đúng thì tính tiếp. Và tính xong thì sẽ quay trở về điều kiện. Như vậy thì cái chỗ này nó được lặp đi lặp lại hoài. Đó. Cho đến khi chỗ này là sai. Sai thì nó sẽ không tính toán nữa. Như vậy thì cái hướng này nè, nó sẽ đi ra một cái hướng kế tiếp, đó là cái hướng bị sai. Mà sai thì không tính toán nữa, mà nó cho ra cái kết quả cuối cùng, nghĩa là output mình
là ếch, ếch. Và sau khi có ếch rồi thì kết thúc. Như vậy thì chúng ta đã hình thành được cái thuật toán cho cái bài toán trên và mô tả cái thuật toán này bằng sơ đồ khối. Tuy nhiên nhìn vào sơ đồ khối này thì nó chưa khoa học lắm. Thì chúng ta làm sao để bắt đầu và kết thúc này là chạy theo một trục đường thẳng thì sẽ dễ nhìn và có tính khoa học hơn. Chúng ta sẽ chỉnh sửa lại như sau. Và bắt đầu đánh nhập n, gán cái giá trị ban đầu cho s và y. Rồi kế tiếp là điều kiện thì nó sẽ chạy theo cái hướng này xuống tới kết thúc. Như vậy thì chọn theo cái hướng sai và xuất ra kết quả là s cuối cùng và sau đó là kết thúc. Như vậy thì còn hướng đúng thì nó sẽ chuyển sang cái nhánh bên đây. Đã. Và từ cái nhánh này thì nó quay ngược lại điều kiện thì đây. Quay ngược lại điều kiện. Thì cái sơ đồ này chúng ta sẽ nhìn thấy nó khoa học hơn. Và đây được gọi là cái cấu trúc lập trong chương trình.